Vợ Hà Đức Chinh gạt tay mẹ chồng khỏi eo trong đám cưới, hành động sau đó mới gây bất ngờ. Hành động của Mai Hà Trang bỗng được chú ý trong một đoạn clip quay lại ở đám hỏi. Thông tin cầu thủ Hà Đức Chinh cùng vợ Mai Hà Trang đã tổ chức lễ ăn hỏi và lễ thành hôn vào ngày 22 tháng 2 vừa qua khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ. Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, đám cưới của cả hai được tổ chức ấm cúng, giản đơn. Lễ ăn hỏi diễn ra tại quê nhà Bắc Giang của cô dâu và lễ vu quy cũng tổ chức ngay sau đó. Một đoạn clip trong đám cưới của cặp đôi rò rỉ trên mạng xã hội nhiệt tình chia sẻ. Clip chỉ vài giây ghi lại hành động tình cảm của cô dâu Mai Hà Trang với mẹ chồng ngay trên sân khấu. Khi đó, Hà Trang đã bất ngờ luồn tay ra sau, gạt tay của mẹ chồng đang đặt ở eo cô rồi nắm chặt đôi bàn tay bà không rời. Hành động của cô con dâu khiến mẹ của Hà Đức Chinh bày tỏ cảm xúc ngạc nhiên, bà cũng đáp lại bằng một cái nắm tay thật ấm áp. Chú rể ngay sau đó cũng phát hiện điều kỳ lạ này, anh ngó nghiêng về phía vợ rồi lại hướng mặt về phía quan khách đang ngồi dưới sân khấu. Chỉ một hành động nhỏ của Hà Trang cũng cho thấy mối quan hệ tốt đẹp, hòa thuận của cô và mẹ chồng trước khi về chung một nhà. Được biết Hà Đức Chinh và Mai Hà Trang rộ tin đồn yêu đương từ năm 2018. Chuyện tình của cặp đôi diễn ra êm đềm, không quá ồn ào trên mạng xã hội. Thi thoảng người hâm mộ mới lại thấy Đức Chinh đăng những khoảnh khắc ngọt ngào bên Hà Trang. Mai Hà Trang sinh năm 1998, quê Bắc Giang, là sinh viên trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam. Nàng hot girl sở hữu gương mặt ưa nhìn, làn da trắng. Trên mạng xã hội, bà xã của Đức Chinh liên tục khoe những hình ảnh check-in sang chảnh với body cuốn hút. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.